Hello, xin chào cả nhà. Hôm giấc sáng thì Châu đi thu hoạch măng, măng Mạnh Tông. Bây giờ Châu đi thu hoạch bầu, em trồng được ít bầu. Bữa nay bây giờ em đi thu hoạch, cả nhà cùng Châu đi thu hoạch bầu nha. Đây, em thu hoạch được một cái bầu rồi nè cả nhà. Xin thấy dễ thương không, cưng không? Tuy là nó không được bao nhiêu tiền hết, nhưng mà vì đam mê, vì sở thích của em là ở trong nương, trong rẫy. Ở trong đây thì ít nhà lắm, nó yên bình, nhưng sở thích mỗi ngày mình làm ra 1.000 mình cũng vui nữa. Đây là công sức của mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Châu nha. Rồi cùng Châu đi hái bầu nha cả nhà.